lưu ý cho các con cái là một ngày nào đi học về cũng phải thay cái khẩu trang cho các con. Đến tiết mục hay đó là chính là đây, khẩu trang tự chế. Cách tự chế khẩu trang như thế nào thì mình sẽ nói từ từ, nhưng mà cái thông tin này mình đọc, mình tham khảo trên website của nước ngoài, y khoa của nước ngoài họ cũng đã hướng dẫn là cách làm khẩu trang dùng một lần á, khá là rẻ, khá là tiện và nó đáp ứng được yêu cầu, đó là ngăn được nước bọt truyền trực tiếp khi giao tiếp trong công việc. Thì cách làm như sau, bạn mua cho mình một sấp giấy ăn, nguyên liệu chính để làm khẩu tự làm khẩu trang, một sấp giấy ăn. Giấy ăn là loại loại sấp dày này này, thứ nhất thế, một nắm chun, một cái máy dập ghim, một cái dập ghim. Như vậy là đã đủ để làm khẩu trang rồi các bạn. Thì làm như thế nào? Trước mắt, trước đầu tiên là các bạn sẽ lấy hai tờ giấy ăn gấp chồng lên nhau. Nếu bạn nào muốn dày hơn ấy, thì có thể là dùng 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ được, không sao cả. Nhưng mà cỡ 2 tờ là mình thấy là tạm ổn này. 2 tờ có nghĩa là 4 mặt này. Như vậy các bạn để chồng lên nhau. Chồng lên nhau. Sau đó gập hình nan quạt, gập hình nan quạt này. Đó, gập này. Lật ngửa lại. Lại như thế này. Đó. Cứ thế cho hết tờ giấy. Đây mình đã gập sẵn ở bên này rồi. Thì các bạn sẽ được như thế này. Đó là thành phần chính của khẩu trang, gồm có 4 lớp giấy, 4 lớp giấy ăn, chun. Mỗi một bên tai thì tùy độ rộng, dài rộng, người lớn thì các bạn là móc vào nhau 5 cái. 5 cái cách móc như sau. Như hồi xưa mình chơi trẻ con ấy, trẻ con chơi chơi móc chun ấy. Móc cái này vào nhau và kéo đây. Đó. Ngày xưa trẻ con chơi ấy, đó rồi ok. Như thế. Cứ làm tương tự như vậy thì các bạn sẽ được hai cái quai hai bên. Sau đó, bước thứ ba làm tai, làm tai. Các bạn gập nhỏ ở đây, gập cái này lại và luồn cái chun vào. Cái luồn chun vào. Sau đó dập ghim lại. Ok, fine. Là chúng ta đã có một cái tai. Bên này cũng tương tự, các bạn cũng gập lại. Và luồn tai vào. Luồn tai vào. Dập ghim lại. Khẩu trang này tự do, sạch sẽ, đơn giản, nhẹ, mang đi mọi nơi mọi lúc. Rẻ tiền. Thích thì vứt. Dùng xong là vứt. Sau đó để đeo khẩu trang này lên thì các bạn chỉ việc mở nó ra như khẩu trang bình thường thôi. Đó. Và đeo lên. Chiếc khẩu trang này đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện tại đối với virus corona, đó là ngăn nước bọt, ngăn hơi thở, ngăn các cái dịch tiết từ không khí, từ môi trường lây qua đường thở. Cuối video thì mình cũng xin khuyến cáo các bạn là thay khẩu trang liên tục, một ngày tối thiểu một lần, rửa tay tối thiểu ngày một lần, hai lần. Và nếu như mà các anh chị nào có tiền thì hãy
ủng hộ người khó khăn bằng cách là mua khẩu trang và phát miễn phí cho họ, chứ đừng kinh doanh tăng giá trong thời điểm này. Thông minh là một chuyện nhưng mà lương thiện nữa thì còn tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại cho các bạn trong các video tiếp theo. Mình là Phan Block.